Nếu bạn là một tín đồ rượu vang Ý, vậy bạn có biết những vùng làm rượu vang hàng đầu của Ý hay chưa? Nếu bạn chưa biết thì cùng theo dõi video của Rượu Ngon nhé! Sau đây sẽ là những vùng làm rượu vang hàng đầu ở Ý phần 1. Đầu tiên phải kể đến là Piemont, được biết đến là vùng rộng lớn, là ngôi nhà của Barolo và Barbaresco. Piemont nằm ở vị trí cao của góc Tây Bắc nước Ý, là quê hương của một số loại rượu vang đỏ đậm đà và các loại rượu moscato nhẹ nhàng. Ba loại nho chính được trồng ở đây là Barbera, Nebbiolo và Dolcetto. Các loại rượu vang đỏ không ngọt, đậm đặc của Barolo và Barbaresco đều được sản xuất dựa trên giống nho chín muộn Nebbiolo. Thứ hai là vùng Tuscany. Hầu hết khi nhắc đến rượu vang Ý, ngay lập tức người ta sẽ nghĩ đến ngay hình ảnh của Tuscany. Với những sườn đồi thoai thoải, những lâu đài thời trung cổ, những thành phố có tường bao quanh và những vườn nho dài bất tận, kết hợp với nhau tạo nên hình ảnh chung về vùng rượu vang Tuscan. Rượu vang của Tuscan chủ yếu được dựa trên giống nho Sangiovese, là loại nho sản xuất ra loại rượu nổi tiếng Chianti chất lượng và giá cả đa dạng. Super Tuscan đại diện cho một loại rượu vang nổi bật, độc đáo được pha trộn giữa giống nho Sangiovese và Cabernet Sauvignon hoặc là Merlot, hoặc là những giống nho khác của vùng Bordeaux. Thứ ba là vùng làm rượu vang Alto Adige, ẩn mình trong chân dãy núi Alp của Ý, được người dân địa phương gọi là Dolomite. Vùng làm rượu vang Alto Adige là nơi có cảnh quan vườn nho tuyệt đẹp nhất trên thế giới. Rượu vang ở đây chủ yếu là rượu vang trắng với phát hạng DOC, được làm từ giống nho Pinot Grigio. Khí hậu với những đêm mát mẻ trong lành và những ngày nắng ấm áp cho phép nhiệt độ thay đổi ấn tượng giữa ngày và đêm, tạo ra độ chua tuyệt vời trong nho. Các loại rượu vang của Alto Adige gây ấn tượng với độ đậm đà vừa phải, phong cách không ngọt, sắc nét và hương thơm tươi sáng. Vừa rồi là những vùng làm rượu vang hàng đầu của Ý và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.